dày. Thì nó chạy sóc cái đột này. Đây. Quý bà con nông dân mình thấy không? Đây là một cái cách mà gọi là thui khui khùng bê. Đó, nó rất là hiệu quả và nhanh nữa nha. Đây thì bắt đầu mình tưới nha mọi người. Đây là một cái xô ga rễ giọt tọt sầu riêng. Thì ngày hôm nay thì anh em cũng vô đây để tưới cho cái cây sầu riêng. Để thứ nhất là cho nó kích thích cái bộ đọt, bộ rễ cho nó ra. Như chẳng hạn cây sầu riêng thì giai đoạn này lá nó cũng đã già hết rồi nè. Nè, lá nó già hết trơn nè. Đó, lá nó già hết trơn rồi. Thì giai đoạn này anh em bắt đầu tiến hành tưới. Một gốc như thế này thì 10 lít nước cho một gốc. Đây là một trong những cái dòng xô ga rễ giọt đọt sầu riêng chiết xuất từ hữu cơ. Thì quý con nông dân mình cứ yên tâm xài. Mình nói chung là cây sầu riêng thì nó sẽ kích thích được cái bộ rễ màng cho nó ra, nó nhanh phát triển ra thêm. Anh em kỹ thuật hiện tại cũng đang tứ vào cái vườn sầu riêng cũng thấy chưa. Lá thì quý con nông dân mình thấy không, cực kỳ nó bóng luôn. Do là trong cái lúc mà giai đoạn mà mình chăm sóc cây thì cây nó cũng gọi là mình cung cấp nó đầy đủ cái dinh dưỡng. Rồi thứ hai nữa là mình bổ sung qua lá những cái dòng gọi là amino. Thì cái lá của sầu riêng chúng ta rất là bóng. Khi mà gặp cái nắng mặt trời như thế này thì quý bà con dân mình thấy nè, lá nó bóng hớ luôn. Thì giờ anh em cũng đang tiến hành là đang tưới nè, đang tưới cái xô, cái xô ga rễ giọt đọt sầu riêng. Thì đây là cũng là Di. Di cũng đang là người tưới trực tiếp cho cái vườn. Để mình hỏi Di là cách pha như thế nào. Thì cái xô này thì theo như pha là bao nhiêu cc cho một cái thùng giòi 10 lít nước như vậy Di? Thùng giòi này 10 lít nước pha 40 cc. 40, 30 đến 40 cc nha. Ừ. À. Thì nói chung là mình pha làm sao thì mình giới thiệu cho quý bà con nông dân của mình. Thì để quý bà con nông dân mình xài cho đạt cái hiệu quả trên vườn của mình. Cách thức mình tưới làm sao gì? Tưới mình tưới xung quanh gốc này mình dặn vừa tưới mình rồi rễ vừa nhử rễ cho nó ra luôn. Tưới đều đều cái mô nha. À, thì quý con nông dân mình thấy đó, anh em nhân viên kỹ thuật của bên Nam thì cũng luôn luôn để hỗ trợ quý nhà vườn của chúng ta và chia sẻ những cái kỹ thuật để quý nhà vườn chúng ta chăm sóc cây cho nó đúng cái quy trình để cây nó được xanh được tốt. Như chẳng hạn vườn sầu riêng này thì hầu như là vườn sầu riêng này là của ông anh, thì mọi cái chăm sóc về cái cách đi phân phướng, chăm sóc, kỹ thuật cây là hầu như theo quy trình của bên Nam. Thì ngày hôm nay là cái vườn sầu riêng này thì cũng khá là nhiều cái clip để Nam làm cho quý bà con nông dân của mình tham khảo thêm. Vườn này thì hầu như là xài hữu cơ vi sinh 007 và Bumax của Gia Băng của bên Nam. Và đồng thời thì thường là tới một cái giai đoạn cơ đọt á, thì anh cũng kéo cơ đọt ra là những cái sản phẩm của bên Nam và tưới dưỡng rễ luôn. Nói như chẳng hạn ngày hôm nay thì anh em cũng đang vô hỗ trợ anh tứ cái xô ga rễ giọt đọt sầu riêng để giúp cho phát triển cái hệ rễ của sầu riêng ra, và đồng thời nó sẽ kéo luôn cái lượng đọt của cây sầu riêng. Tại vì giai đoạn này là bắt đầu cơ đọt của sầu riêng nó đã già rồi, nó chuẩn bị là mình thúc vô, mình kéo vô để cho nó hé lưỡi giáo ra để nó chuẩn bị đi tiếp thêm một cái cơ đọt thứ hai nữa nha. Cơ đọt tiếp nữa, tiếp tục nữa. Thì cái sầu riêng thì nói chung là nó cực mỗi cái giai đoạn cơ đọt đó. Thì anh em cũng tứ nè, thấy chưa? Tứ đều đều cái mô nha quý bà con. Mình tứ là mình phải tứ đều để cho nó kích thích cái bộ rễ màng cho cái cây sầu riêng của chúng ta nó ra rễ được nhanh hơn. Anh em cũng đi vòng 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 tứ cái mô này, thấy chưa? Đó, sầu riêng là mình phải tứ như vậy, giáp cái mô để cho nó kích thích cái bộ rễ cho nó ra. Hiện tại giờ cây cũng đọt cũng đang già hết rồi. Đó, thì bây giờ chủ yếu là đi kích thêm bộ rễ này một cái nữa là bắt đầu cho nó hé lưỡi giáo ra. Để đi đọt tiếp tục, đi đọt mới nữa.
Thì sầu riêng thì mình có sao thì mình quay dấu với con nông dân của mình. Thì ở đây cũng có trồng là chen với mít thái luôn đó. Thì cây này nè cũng vậy luôn, thấy không? Về cái độ phát triển của sầu riêng thì theo áp dụng theo quy trình của bên Nam á, thì cây sầu riêng đó, nó rất là nhanh phát triển. À, cây này là được 22 tháng nè, phải không Di? 22 tháng. Nè, như chẳng hạn cây này, nãy giờ mấy cây rồi đúng không? Mình là người thật thiệt thật, mình không có cắt ghép video gì hết đó, cây đấy chưa? Nói chung là phát triển đều đều, đều. Nói chung là so về những vườn khác thì nói chung cũng gọi là cũng được đó. Được. Lá sầu riêng thì nói chung là tương đối ổn, không có gầy xanh này nọ, nó không có đánh, tại vì anh cũng xịt rất là kỹ. Xô nè, ra rễ giọt đọt sầu riêng. Còn nông dân thấy không, là tưới là mình phải tưới đều, đều giáp cái mô luôn. Chứ mình đừng có tưới một bên. Hay là nhiều khi mình tưới mà nó bị lép một bên á thì cái hiệu quả nó cũng không cao cho bên đó. Thôi thì nói chung là Nam cũng quay video tới đây thôi. Thì để Nam làm tiếp chỗ Duy nha mọi người. Chứ để nhiều khi nó làm hơi đuối rồi nha.